Theo thông tin cập nhật của GNN vừa qua, trong 3 quý đầu năm 2023, các thảm họa thiên nhiên ở Trung Quốc bao gồm lũ lụt, bão và thảm họa địa chất đã ảnh hưởng đến gần 90 triệu người, khiến 499 người chết và mất tích, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 308 tỷ nhân dân tệ, gần 43 tỷ đô la Mỹ. Tổng cộng có 2,75 triệu người phải sơ tán, tái định cư khẩn cấp khi thiên tai xảy ra, với 118.000 ngôi nhà bị sập trong 9 tháng qua. Thiên tai cũng tấn công hơn 9.700 triệu hecta cây trồng. Tổng cộng 35 trận mưa cực lớn đã xảy ra trên cả nước, với lượng mưa tích lũy là 534mm. So với cùng kỳ 5 năm qua, các vùng phía Bắc và Đông Bắc Trung Quốc hứng chịu thiên tai nghiêm trọng hơn. Tổng cộng có 14 cơn bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông, ít hơn mức trung bình cùng kỳ nhiều năm. Có 4 cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc. Lượng mưa lớn còn gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên núi và các thảm họa địa chất khác ở một số vùng. Gần 52 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và thảm họa địa chất, trong đó có 405 người chết hoặc mất tích, khiến hơn 112.000 ngôi nhà bị sập. Vào ngày 17 tháng 7 và 18/7 tại Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông và Bắc Hải, khu tự trị dân tộc trong Quảng Tây, bão Talim đổ bộ vào đất liền 2 lần. Đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay và thảm họa đã ảnh hưởng đến hơn 1,12 triệu người ở Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam. Do ảnh hưởng của bão Khanun, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 8, khu vực phía Đông và Bắc vùng Đông Bắc Trung Quốc sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Đây là khu vực vừa xảy ra lũ lụt nghiêm trọng vì mưa lớn do bão Doksuri gây ra. Lượng mưa cực lớn xảy ra ở miền Bắc Trung Quốc, Hoang Hoai và các khu vực khác, đồng thời nhiều khu vực chứa lũ ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc đã được đưa vào sử dụng. Điều này buộc chính phủ Trung Quốc đã phân bổ khoảng 400 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ và phục hồi ở các khu vực bị lũ lụt bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hắc Long Giang và Cát Lâm sau thảm họa. Sơ lược lại rằng năm 2023 là năm khiến cho đất nước Trung Quốc khổ sở và vật lộn với thiên nhiên nặng nề nhất từ trước cho tới giờ.